Hello em yêu anh, xin chào tất cả các bạn đã quay ở đây với mình. Mình là Vô đây. Hôm nay mình sẽ thưởng thức 5 món pizza mẹ mình mua ở cái quán mới ở nhà gần nhà mình. Đây này, pizza bò, rất nhiều loại pizza mình còn không đếm được. Cái quán này thì mới mở gần nhà mình xong, ở dưới tầng 1 và mình ở trên tầng 4. Chắc đi mỏi chân lắm ấy các bạn. Đây này, ngon ấy. Cho thêm tương cá, tương ớt vào nha. Các bạn ai mà gần nhà mình ấy, ở cái lô này, ở chung cư Hàng Huy ấy, ở cái quán này này, đấy, mới mua này. Đấy các bạn, cứ mua đi, ăn vào thưởng thức ngon lắm. Còn mình đang thèm, mình muốn bóc ra, nên mình sẽ bóc đi các bạn. Get who? Có một loại pizza mình đã nhìn thấy, đó chính là pizza hỏi chấm hỏi chấm. Pizza hỏi chấm hỏi chấm. Lạnh thế nhở? Cái này người ta làm thôi, mình chỉ để như này thôi, nhưng mà mình về mình phải cho nó đi sóng 3 tiếng ấy. À không phải 3 phút đấy, mình quên mất. Mẹ mình order về 3 loại pizza bò. À quên mất, pizza gà, pizza bò. Còn cái này là pizza xù xịt. Pizza xù xịt. Xúc xích, à xúc xích không phải sushi nha các bạn. Pizza bò. Pizza. Pizza gà hình như về. Pizza bò chấm nhiều rau. Nóng lắm, con nhờ mẹ anh. Các bạn có nhớ cái video mà cái gì mà bánh đánh kem ấy, đấy mình tự làm ấy, không nhớ. Trứng đánh kem à, quên, được trứng đánh kem mình tự làm. Còn cái này là cho một thứ rất là nóng mình không thể làm được. Đây này, bây giờ mình sẽ bảo mẹ nhá. Mẹ ơi, mẹ cho con cái pizza này vào lò vi sóng ơi. Ok. Ghi ơi các bạn, mùi chưa gì đã thơm rồi, nhưng mà phải cho vào lò vi sóng cho nó nóng hơn đã mới thơm. Người đợi quẩy 30 phút. Ok, sau khi quẩy ui xong rồi mở ra, ok xong. Các bạn ơi, các bạn ở nhà của mình đừng có làm theo nhá, chỉ có người lớn mới làm được thôi. Tại vì mẹ mình á cài đặt sẵn rồi, mình chỉ cần ấn bắt đầu thôi là xong đấy. Nhà của mình không được làm, nhà của mình không được nghịch đồ điện tử, đồ điện này, không là giật điện chết người ấy. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Mẹ mình đã cài đặt sẵn rồi, mình chỉ cần ấn được bắt đầu rồi xong. Mình ở có bố mẹ bên cạnh, bố mẹ giúp đỡ mình mới ấn được vào thôi. Đấy, ui, mình ngửi chưa gì đã thấy thơm rồi. Thơm thế, thơm như ở quán ý. Ui, thơm quá, đói quá. Thấy mùi gì thơm, kêu đói ngay mà. Mình đang đợi đây. Nhanh đi. Tôi còn 44 giây. 3, 4, 2. 5, 4, 3, 2, 1. And City. Ui, cái này nóng lắm, phải nhờ bố mẹ bê ra đấy các bạn. Còn nhà một mình bạn nấu này nhá. Không được sửa vào đâu, phải nhờ bố mẹ. Đấy. Ui, nhìn bỗng đi, lại còn thơm nữa. Ui, các ơi, mình đang đợi mẹ. Mai cho mình ăn, mình đang rất thích xem là món này mẹ mua xem có ngon không. Mẹ nghe được kìa. Ui, ngon như các bạn, nóng quá. Cảm ơn mẹ. Ui, nhìn nóng và ngon lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ ra các bạn, nhưng mà bỏ lắm. Mình phải đổ tương cà vào. Tương cà chín su. Bấy nước bỏ lại. À rồi ôi. Rồi, cái này để đây. Còn bây giờ chỉ có liên quan cái này thôi. Bạn ơi, đây nhá, cái món pizza này mình lần đầu tiên mới ăn. Không biết là ăn cái món này vào xem nó có ngon hơn mấy cái món pizza ở phố không. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nhá.
Nghĩ một cái nè. Gấu nghĩ một cái. Gấu kêu bóng. Còn bây giờ mình sẽ bóc chai tương cà. Và đây là chai tương cà. Rất ngon. Rất thơm. Mình sẽ ăn. Ngon. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Nóng á. Ừ. Con ăn nhem gấu chứ nhanh kìa. Ngon các bạn. Các bạn nhạc vừa nãy mừng cười. Cười ngon mấy bạn nha. Ngồi đây xong chờ bạn nhớ là ra nhà anh nha. Ngon quá. Ngon ngon. Bánh này em thấy vị như thế nào? Có ngon hơn ở Phú? Ngon hơn ở Phú ạ. Ngon hơn quả luôn. Ngon nửa lần quả nhà mình. Nó có tên là ngon luôn. Ngon luôn. Rất ngon. Cứ chắc cậu ăn hết miếng này cậu kêu nó ấy. Ăn ít, ăn nhiều vào, ăn hai miếng đi. Đây là cái pizza thịt bò. Trông nó có vẻ ngon hơn nhiều. Với lại có mấy cái tôm tôm ấy các bạn. Nhìn ngon nhỉ. Ngon hơn cái xúc xích nhiều hơn gấp 10 lần. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem nó có ngon hơn không. Pizza cứ cho thêm ớt tương cà vào phê. Thì phê. Mình nói nhanh, mình nói nhanh, nói các bạn không hiểu đâu. Ôi, con ăn đi con. Em đang đợi tương cà. Và đây hình tam giác. Xin lỗi. Mời bạn ăn nha. Để tôi ăn liền. Ăn có. Mình thấy ăn có. Bỏng quá. Ngon hơn ngon. Xúc xích. Đúng rồi. Ngon xúc xích. Mình ăn ở nhà nhưng bố mẹ lại ăn ở quán. Ăn ở nhà cũng là ngon rồi. Ăn ở quán xuống kia. Đi từ tầng 4 xuống mệt. Ngồi lại lên lại mệt. Đúng rồi. Mẹ mình nha. Mẹ mình nha, một ngày đi cầu thang từ dưới lên trên chắc khoảng 12 lần rồi. Ngon. Rất nhiều. Mình muốn ăn gà luôn. Mình muốn ăn gà hơn. Nếu như gấu mà ăn thịt gà là gấu đang ăn đồng loại của mình. Tại gấu đang đuổi tuổi gà mà các bạn. Gà ăn gà, đồng loại ăn đồng loại. Đây em có tuổi gà. Với mình có giới thiệu là pizza gà. Gấu tí ăn đồng loại. Gấu tí ăn trong gà. Ăn đồng loại rồi, mất rồi đồng loại rồi. Các bạn ơi, ở gần nơi nhà mình nha, nhiều quán khác nhau. Có cả quán uống nước này, quán ăn này, quán ăn sáng này. Nhưng mà ở gần Hải Phòng nhà mình có cái chương trình food tour. Thảo nào người ta bán đầy ở đây. Đấy, food tour. Đồ mày các bạn. Đèn quá. Đèn quá. Ăn đồng đội. Đèn quá. Đèn quá. Đấy mà là ăn đồng đội. Đây bò, có ăn bò. Bò à?
Ra ra rõ 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 rõ. Lúc đầu cứ tưởng cái màu cam cam là... Lúc đầu cứ tưởng là... Lúc đầu cứ tưởng cái màu cam cam là tôm. Ăn là không dai dai giòn giòn. Ăn tôm thì nó dai chứ. Rồi sao cắn rồi đến giờ. Nó dai không dai. Không dai này. Ngon quá. Lúc đầu mình nhìn cái miếng pizza nhìn kinh, nhưng mà khi ăn vào thì ngon. Rất ngon. Mời em bố ăn nhá. Mời em bố ăn pizza nhá. Các bạn thì có muốn cái đĩa. Ăn vào. Đây các bạn. Đây hết sạch. Hết sạch. Ăn vào tỉnh táo ngay. Ôi, rất là ngon. Các ơi, mình không ăn nổi rồi các bạn ạ. Thôi, ăn hai cái pizza được rồi. Các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, nút đăng ký nha. Hoặc là subscribe được. Thì video đến đây cũng là hết rồi. Nò quá, nò quá. Thôi, bye bye nha. Nó căng bụng luôn. Bye bye nha. Bye.